Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ nói về tone curve và cách dùng. Nhìn chơi nhé, bắt đầu thôi. Rồi, nếu các bạn cũng như mình thì hồi đầu mình khá là sợ tone curve. Một phần là mình không biết nó dùng để làm gì. Một phần nữa là mình thấy là động nó nhẹ vào cái thôi là cả cái ảnh đã thay đổi rất là nhiều rồi. Đầu tiên, để trả lời câu hỏi tone curve là cái gì, thì tone curve là một công cụ dùng để chỉnh độ tương phản vùng sáng, vùng tối và màu sắc. Ở trên màn hình mình đã có ngay cái ví dụ kiểu rất rất dễ ở đây để chỉ cho anh em rồi. Đây là một cái hình gradient từ đen cho đến trắng, tức là từ vùng black cho đến vùng white ở trên ảnh chúng ta ấy. Các bạn hãy thử kéo xuống tone curve nhé. Rồi, ở đây chúng ta sẽ thấy một cái biểu đồ như thế này. Hiểu đơn giản mà cơ bản ấy, cái điểm ở bên trái của biểu đồ này chính là điểm thể hiện vùng đen, còn điểm bên phải cao nhất này là điểm thể hiện vùng trắng. Sẽ có vấn đề gì xảy ra với tấm ảnh này nếu chúng ta kéo hết cái vùng màu đen này lên đây, ví dụ mình kéo hết lên cho các bạn nhé. Đó, thế là tất cả những pixel màu đen đã chuyển thành màu trắng rồi. Tiếp theo nữa, nếu chúng ta làm lại, chúng ta sẽ kéo hết phần màu trắng xuống hết dưới này, tất cả những pixel màu trắng đã chuyển thành màu đen. Đó, hiểu cơ bản đây là công cụ dùng để chỉnh sáng tối các pixel trên bức ảnh. Bình thường khi sử dụng tone curve ấy, lời khuyên mình dành cho các bạn là hãy tạo một cái S curve bằng 3 điểm. Mình sẽ tạo một điểm ngay ở đây, một điểm ở đây, một điểm ở đây nữa. Rồi, đây là 3 điểm để chúng ta có thể kéo được 3 vùng, đó chính là shadow, mid tone và highlight. Rồi, ví dụ nhé, ở trên tấm ảnh này, luyện mình có nói với các bạn là khi chúng ta kéo đến highlight, chúng ta có thể ảnh hưởng rất rất mạnh đến highlight, đúng không? Ví dụ ở trên cái thanh highlight ở trên này, chúng ta kéo hết highlight này nó chỉ có ghi ghi thế này thôi. Nhưng ví dụ ở dưới nếu chúng ta kéo cái phần highlight này, mình có thể kéo đến cực độ luôn. Đó, mình biến cái phần highlight này thành màu đen luôn, chứng tỏ cái tone curve nó mạnh hơn những cái thanh ở trên rất là nhiều. Rồi, đấy, thế là các bạn đã gần gần hiểu rồi đấy. Ví dụ pixel màu đen này đi, mình có thể kéo hết nó lên trên này. Đó, qua cái ví dụ này các bạn sẽ thấy được là khi mình điều chỉnh từng vùng một hiện thì ở với tone curve nó không làm ảnh hưởng đến các vùng khác. Và từng cái điều chỉnh của mình nó sẽ rất là mạnh. Đó, mình muốn làm vùng nào thành màu đen luôn cũng được, ví dụ như là vùng shadow này, mình cho thành màu đen luôn. Hay ví dụ mình cho vùng trắng này thành màu đen. Và rồi, đó, các bạn đã hiểu tone curve dùng để chỉnh ánh sáng như nào rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ nói chuyện màu sắc. Thì tone curve sẽ tác dụng chính vào 3 màu đấy là red, green và blue. Đỏ xanh lá cây và xanh lương. Đó, rồi đây chúng ta sẽ bấm sang phần màu đỏ đây chẳng hạn. Nhìn cái tone curve này các bạn sẽ hiểu ngay là với cái biểu đồ này chúng ta có thể thêm màu đỏ hoặc bớt màu đỏ đi ở trong các tấm ảnh của chúng ta. Ví dụ đi là mình sẽ cầm một cái điểm giữa này, mình kéo lên phía trên, kéo về phía màu đỏ ở trên này thì tấm ảnh chúng ta sẽ được thêm màu đỏ vào. Đó, ngược lại nếu mình kéo xuống phía dưới nó sẽ bớt màu đỏ đi và nó sẽ thêm màu xanh vào. Đơn giản vậy thôi. Tương tự với những màu khác, ví dụ màu xanh lá cây chẳng hạn, các bạn sẽ nhìn thấy sự đối nghịch là màu xanh lá cây và màu tím. Đây mình sẽ một điểm đây, mình kéo cái này lên, thêm phần màu xanh lá cây vào, kéo xuống, thêm vào màu tím vào, xong. Xanh dương thì sao? Xanh dương thì đây là cái dễ nhất và mình nghĩ các bạn sẽ dùng nhiều nhất. Ví dụ như là kéo lên này, nó sẽ làm tấm ảnh lạnh đi, thêm màu xanh dương vào. Kéo xuống sẽ làm tấm ảnh ấm lên, thêm màu vàng vào. Rất dễ đúng không? Nhưng nếu chỉ thế thôi thì hơi bình thường đúng không? Ở đây chúng ta sẽ nói việc là kiểu các bạn có thể thêm phần màu này vào từng vùng của trong ảnh. Ví dụ đi là mình sẽ tạo ra ba cái điểm như lúc nãy. Mình chỉ muốn thêm phần màu xanh vào trong phần highlight của ảnh thôi, mình có thể kéo như thế này. Đó, các bạn thấy không? Thế là chỉ vùng highlight của mình có phần màu xanh thôi. Còn nếu mình chỉ muốn thêm phần màu xanh vào vùng shadow thôi thì mình có thể kéo lên như này. Đó, thế là chỉ vùng shadow của mình có màu xanh thôi. Vùng highlight và vùng ngoài mình cũng không bị ảnh hưởng nhiều, cũng không bị thêm tí màu xanh nào cả. Và đó, vậy thôi, đấy là cách để điều khiển màu sắc bằng tone curve. Chúng ta sẽ đi đến với một tấm ảnh bình thường nhé. Rồi, ví dụ với một tấm ảnh ở đây chẳng hạn. Với tấm ảnh này mình thấy bầu trời nó hơi sáng quá. Khi mình kéo vùng highlight xuống nhé, nó cũng sẽ hiện ra đúng không? Nhưng nếu mà mình muốn làm nó mạnh hơn ý, nó sẽ đi xuống vùng tone curve ở phía dưới này, chuyển về phần này. Rồi, mình sẽ tạo ba cái điểm ra đây. Rồi, mình muốn vùng highlight thấp xuống đúng không? Mình kéo đây. Mình muốn xuống nữa. Xuống nữa luôn. Xuống tịt phát dưới đây luôn thì nó thành màu đen luôn anh em ạ. Vậy là anh em hãy nhớ nhé, đừng kéo quá tay, kéo nhẹ nhàng, từ từ thôi. Rồi, lần này mình sẽ lấy lại. Mình sẽ kéo nó vừa phải đến tầm... Đến tầm này là ok, mình đã bắt đầu nhìn thấy chi tiết nhiều hơn ở trong vùng highlight rồi. Tiếp đến nữa, các bạn sẽ thấy là ở trong vùng cái xe của mình ấy, ở trong tầm vùng này nó hơi tối quá. Cho nó sáng lên, chúng ta sẽ kéo phần shadow lên một tí. Rồi đó, tí tí thôi, thì chúng ta đã nhìn kỹ hơn rồi. Và thêm mấy nữa, có một mẹo cho bạn nào thích những cái ảnh màu nó hơi phim phim một tí, thì các bạn có thể gọi là kéo cái vùng black này lên một chút. Đó, màu sẽ hơi mờ kiểu ảnh phim một tí, nhưng mà vừa phải thôi anh em nhé, đừng quá đáng. Và rồi đó, đấy chỉ với một vài cái click và kéo nhỏ thôi mình đã có thể thay đổi được về ánh sáng ở trong tấm ảnh này. Nhìn kỹ hơn chi tiết ở vùng highlight, nhìn kỹ hơn chi tiết ở vùng shadow. Tiếp đến để nói về màu sắc, mình sẽ dùng một ví dụ khác, mình sẽ có một tấm ảnh nữa ở đây. Rồi trong tấm ảnh này các bạn sẽ thấy là kiểu cả tấm ảnh của chúng ta
vùng shadow, tức là vùng xung quanh này này, nó hơi bị xanh đúng không? Còn vùng highlight, tức là vùng phần giữa này, nó lại hơi vàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xuống và chúng ta xử lý nhá. Chúng ta sẽ đi vào vùng màu xanh này, làm 3 điểm tiếp thôi. Vùng mid-tone của mình cũng thấy, mid-tone đây là cái vùng mà kiểu như là da mặt của mình hay da mặt của bơ này. Mình có thể kéo nó cho nó xanh đi một tí, vàng đi một tí. Và đó, đây là cách bạn dùng tone crop để điều chỉnh từng vùng một trong tấm ảnh, thêm màu nào, bớt màu nào. Mong là qua video này các bạn sẽ có kiến thức cơ bản về tone crop để tiếp tục sử dụng nó và không sợ nó nữa như mình ngày xưa. Và bây giờ video đây là hết rồi. Trước khi tắt cái tab YouTube này đi, anh em hãy nhớ chúng ta nút like, nút share và subscribe ở dưới nữa. Share ngay cho anh em nào vẫn còn đang sợ tone crop nhé. Và bây giờ thì bye bye.